Quế Vinh tiết lộ lý do gây sốc khiến cho Trường Giang chia tay Nam Em. Những chia sẻ của Quế Vinh về 30 ngày yêu của Nam Em và Trường Giang một lần nữa làm dậy sóng dư luận về chuyện tình tay ba xuất hiện khắp các mặt báo vài ngày gần đây. Kể uịch tẹt về mối tình chấp nhoáng của Trường Giang và tự nhận mình là người thứ ba chen giữa mối quan hệ của nam diễn viên hài và Nhã Phương, Nam Em đã tự biến mình thành một trong những mỹ nhân thị phi nhất showbiz Việt những ngày qua. Theo lời trường thuật thẳng như rụt ngựa của top 8 Hoa hậu trái đất 2017, cô và tài tử siêu sao siêu ngố đã có 30 ngày yêu đương nồng nhiệt, nhưng cũng không kém phần cay đắng. Nếu danh hài Mười Khó và Nhã Phương một mực giữ im lặng, thì nữ ca sĩ phải nhập viện truyền nước biển vì áp lực của dư luận. Sự chú ý hiện tại đổ về Quế Vân, tình cũ bí mật của Trường Giang cách đây 2 năm, khi cô liên tục lên tiếng để giải đáp thắc mắc giúp cho người hâm mộ. Không được trong sáng như lời chia sẻ của Nam Em, dưới lời kể của Quế Vân thì chuyện tình của Hoa Khôi và Trường Giang chứa đầy tình tiết 18 cộng. Cô khẳng định Nam Em vẫn còn trên trắng và điều khiến Trường Giang chia tay Nam Em là vì nữ diễn viên ca sĩ không đồng ý trao cái ngàn vàng cho anh. Có thể cả nước này sẽ không biết về Nam Em nhưng tôi là người rõ nhất. Chương trình này phải nói thật và tôi cũng không cũng muốn nói thật. Nam Em là một cô gái vẫn còn trên trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác, Quế Vân tiết lộ gây sốc. Quế Vân cho biết trong một chuyến đi đến Đà Nẵng, Trường Giang từng muốn có được Nam Em nhưng cô không đồng ý vì cô không tin tưởng người đàn ông nào trong xã hội. Sau đó thì Trường Giang bỏ đi, Nam Em ở lại chán nản và muốn đập phá từ từ. Người đẹp tự dưng là người chị thân thiết của Hoa Khôi thuật lại. Không chỉ lên báo phát biểu, trước đó Quế Vân cũng đã khiến cho kênh cư mạng quan tâm bằng một trạng thái úp mở về scandal của Nam Em. 2 năm trước cả nước không tin tôi, nghĩ tôi lợi dụng. Vậy 2 năm sau lại có người minh chứng cho tôi, quả báo đến sớm hay muộn vậy? Còn nhớ 2 năm trước, Quế Vân cũng từng dính lùm xùm tình cảm với Trường Giang khi cả hai quen biết nhau qua một game show. Lúc đó cô bị cho là giữ hơi nam diễn viên để đánh bóng tên tuổi của mình. Sau sự việc thì Nam Em Quế Vân khẳng định cô và là người thấu hiểu nỗi khổ của Nam Em ở thời điểm hiện tại hơn bất kỳ ai. Đạo diễn Lê Hoàng, Nhã Phương không bao giờ hư được. Đạo diễn Lê Hoàng lần đầu tiên tiết lộ những thú vị về Nhã Phương từ ngày đầu cô xuống Sài Gòn học, đóng phim đến khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Là một trong những đạo diễn đầu tiên mời Nhã Phương đóng phim, Lê Hoàng kể những câu chuyện thú vị về nữ diễn viên trên trang cá nhân. Nhã Phương suýt ngã, run bần bật trong lần đầu đóng phim. Lê Hoàng kể, 6-7 năm trước, anh gặp Nhã Phương lần đầu khi tuyển diễn viên cho phim Những Thiên Thần Áo Trắng. Lúc đó thì Nhã Phương mới đầu vào trường sân khấu hơn 1 tháng, chưa kịp học được cái gì, kể cả điều xấu lẫn điều tốt hay là điều nửa xấu nửa tốt, anh viết. Nàng lao dò tới gặp Lê Hoàng và nghĩ rằng đã là dân thành phố, đã là nghề diễn viên thì phải gặp một gã vừa đẹp trai vừa nhàm hiểm như thế, đạo diễn dí dòm kể lại. Lần đó Nhã Phương được đạo diễn Lê Hoàng chọn là một trong 4 vai chính của phim. Anh cũng cho biết những ngày đầu trên phim trường, nữ diễn viên toát mồ hôi tay, mồ hôi chân run lên bần bật và suýt ngã khi mỗi khi máy quay lia tới. Lê Hoàng tiết lộ sổ biệt danh của Nhã Phương là Bé Tô. Ở Việt Nam khi danh hiệu này thì bạn hoặc tổ thật sự hoặc bạn đáng yêu đến mức trở thành tổ. Phương chắc chắn là loại thứ hai, đạo diễn lý giải. Nhã Phương bị đuổi học khỏi trường sân khấu. Trong mắt của Lê Hoàng thì Nhã Phương vô cùng ngây thơ và trong sáng. Vì vậy anh tin cô không bao giờ hư được. Trong sáng đến mức hơi dễ bị lừa. Khuyết điểm của Nhã Phương là không hoặc chưa có một cuộc sống nhiều kinh nghiệm, nhiều đắng cay. Nên Phương tưởng ai cũng dễ hiểu như mình. Phương là một thiếu nữ rất hiếm hoi có thể nhìn ra được cái tốt từ cái xấu, anh viết. Theo đạo diễn Lê Hoàng thì tất cả trai gặp gái đẹp ngây thơ đều tỏ ra tử tế. Nhưng với Nhã Phương khéo chả cần tỏ ra vì nàng đã mặc định sẵn là sự tử tế trong con người. Nếu bị một kẻ cướp cướp tiền, Nhã Phương đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ phải làm như vậy với mình chắc anh ấy buồn lắm. Điều bất ngờ hơn cả là khi Lê Hoàng cho biết Nhã Phương bị đuổi học ở trường sân khấu điện ảnh. Lý do đuổi thì rất là đơn giản. Cô đóng phim quá nhiều, không tham dự đầy đủ các tiết học. Bị đuổi học nhưng theo Lê Hoàng thì Nhã Phương vẫn là diễn viên nổi tiếng và thành công bậc nhất hiện nay. Theo anh thì thành công và nổi tiếng như vậy, tên diễn viên tuổi thanh xuân vẫn là cô gái chân chất thuần khiết như ngày nào. Váy đầm dạ hội, túi xách hàng hiệu hay là đồ trang sức bằng vàng đều không phù hợp với Phương. Những thứ ấy trông thế như rác rưởi, anh hài hước nói. Nhã Phương, tôi từng hành mẹ, giờ mới biết thương mẹ nhiều hơn. Nhã Phương chia sẻ suy nghĩ của mình khi vào vai một người mẹ trong Lôi Báo và tình thương của cô đối với người mẹ của mình ngoài đời.
Vợ Mạc Hồng Quân nổi giận khi chồng bị so sánh với Bùi Tiến Dũng U23 Việt Nam. Mạc Hồng Quân bị đem ra làm tấm gương xấu để nhắc nhở Bùi Tiến Dũng, Kỳ Hanh bức xúc lên tiếng. Những ngày qua U23 Việt Nam là từ khóa được dân cư mạng nhắc đến nhiều nhất. Bên cạnh đó là cái tên thủ môn Bùi Tiến Dũng, người đang đốn tìm rất nhiều fan nữ, trong đó có nhiều người đẹp của showbiz. Tối ngày 31 tháng 1, trên một trang mạng xã hội đã khai thác vấn đề này để so sánh người nhịn Nguyễn Tiến Dũng với lại Mạc Hồng Quân, là người một thời từng rất nổi bật trong sự nghiệp bóng đá, nhưng giờ thì chỉ được nhớ đến với những chuyện tình lùm xùm với các người đẹp showbiz. Sở dĩ xuất hiện thông tin này là do thời gian vừa qua Tiến Dũng bất ngờ trở nên hot trong mắt các chị em, kể cả những mỹ nữ showbiz như là Ayala Phương Trinh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hay là siêu mẫu Minh Tú. Không chỉ hâm mộ tài năng và cổ thủ thành đội tuyển U23, không những thế thì những người đẹp còn đem ra những hình ảnh và đoạn chat thân mật với anh. Trên mạng xã hội mà Kỳ Hanh nhắc đến còn đem ra ý kiến là mong Bùi Tiến Dũng sẽ không đi vào vết xe đổ của Hồng Quân. Cụ thể là vướng vào lưới tình của các người đẹp, bởi những chuyện lùm xùm showbiz sẽ rất dễ làm cho sự nghiệp của các cầu thủ bị lung lay. Trước thông tin gây ồn ào trên thì bà xã của Mạc Hồng Quân, nữ diễn viên Kỳ Hanh đã bức xúc bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Bà mẹ một con dùng danh từ chế để khiến cho dân cư mạng khá là nổ ra nhiều tranh cãi. Kỳ Hanh viết: "Đừng so sánh chồng chế kiểu này nha, em Dũng xứng đáng được tung hô và mình cũng vô cùng thích em ấy nhá. Nhưng chồng chế không phải để chà đạp. Dù cho cả thế giới có ghét chồng chế, thì với chế anh ấy vẫn là người chồng tuyệt vời và là người cha chu đáo." Sau khi chia sẻ thì Kỳ Hanh nhận được khá nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Phần lớn fan đồng cảm với cô nhưng không ít khán giả lại cho rằng Kỳ Hanh đang bênh chồng quá mức. Theo những người này, Hồng Quân đúng là từng được kỳ vọng rất nhiều trong sự nghiệp. Nhưng khi vướng vào quá nhiều chuyện tình cảm với các kiều nữ showbiz thì anh này càng mất phong độ và bị chỉ trích. Liên hệ với Kỳ Hanh, cô cho biết: "Tôi không hề có ý muốn so sánh Dũng với chồng mình, thế nhưng có khá nhiều fan của Dũng vào bình luận bức xúc. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh trong việc thông tin kia được đưa lên theo dạng ăn theo quá đáng. Chuyện của anh Quân đã lâu rồi, tại sao phải bới ra để nói làm gì?" Nữ diễn viên cũng nói thêm, bản thân cô và ông xã theo dõi rất kỹ những trận đấu của U23, không chỉ là để ủng hộ đội mà bởi vì nhiều em trong đội cũng từng là đồng nghiệp thân thiết với Mạc Hồng Quân. Trước trận chung kết thì Kỳ Hanh và chồng cũng giao lưu trực tuyến với các bạn sinh viên để tiếp lửa cho đội tuyển, nhưng chẳng ai thấy những hình ảnh đó nên họ nghĩ rằng vợ chồng cô đang ghen tị. Kể từ khi công khai tình cảm với Mạc Hồng Quân, Kỳ Hanh liên tục phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Thậm chí cả khi hai người đã kết hôn và sinh con, sự phê phán này vẫn chưa hề chấm dứt. Tất cả xuất phát từ sự lựa chọn của cầu thủ họ Mạc. Sau khi anh chia tay Linh Khánh Ly và giữa lúc người đẹp này đang mang bầu để đến với Kỳ Hanh, hiện tại thì Ly Kiêu đang nuôi con một mình và không nhận trợ cấp từ Mạc Hồng Quân, cho dù vợ chồng cầu thủ này nhiều lần ngỏ ý muốn hỗ trợ. Không có việc giang hồ bắt cóc con gái người mẫu Phan Như Thảo. Đó là khẳng định của Trung tá Nguyễn Văn Tám, trưởng công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi diễn viên Phan Như Thảo tố rằng có người thuê giang hồ bắt cóc con gái mình. Trưa ngày 20 tháng 3 thì trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, Trung tá Nguyễn Văn Tám cho biết, sau phản ánh của cụ người mẫu kim diễn viên Phan Như Thảo tố cáo có người thuê giang hồ đến bắt cóc con gái trên đường phố vào trưa ngày 17 tháng 3, công an phường đã đến điều tra xác minh, thì kết quả điều tra cho thấy chưa đủ cơ sở để khẳng định nghi phạm thuê ba người bắt cóc con gái của Thảo như trình báo. Theo Trung tá Nguyễn Văn Tám thì 17 giờ vào ngày 17 tháng 3, bà Thảo và ông Đức An là một Việt kiều Mỹ có đến công an phường Bến Nghé để trình báo nghi ngờ rằng có một nghi phạm cho ba người là giang hồ đến để bắt cóc bé bồ câu là con gái của ông An và bà Thảo ngay trên đường Đồng Khởi, quận 1 vào trưa cùng ngày. Theo đơn trình báo thì khi bà Thảo và chồng bé bồ câu đi từ khách sạn Theraton đi ra ngoài thì bị khoảng 3 người lạ mặt xong đến chặn hai vợ chồng lại để gây sự. Do quá hoảng hốt thì bà Thảo chưa kịp phản ứng thì ông An vội đưa cho bà Thảo bế con và phản ứng lại với những người lạ mặt. Cũng theo đơn trình báo của bà Phan Như Thảo gửi đến công an phường Bến Nghé. Cũng lúc này có một người đàn ông trong số đó đã cầm một vật đen giống như dao nhọn chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi sợ quá nên cũng không nghe rõ là họ nói cái gì. Chỉ nghe được từ là T ở Mỹ,
Tôi nghi ngờ T chính là người đã thuê giang hồ bắt cóc con tôi. Theo cơ quan công an thì bà T và ông An đã ly hôn, có gia đình riêng nhưng vẫn còn liên quan đến vụ tranh chấp tài sản. Trung tá Tám nhấn mạnh, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc đã cử cảnh sát khu vực rà soát tìm camera gần hiện trường để trích xuất hình ảnh phục vụ cho công tác điều tra và xác minh vụ việc. Công an đã thu thập được hai clip từ camera của khách sạn và nhà dân ghi lại cảnh bà Thảo và ông An đi từ khách sạn Sheraton ra, sau đó thì vào cửa hàng Cycle Car. Khi cả hai vừa đi ra từ cửa hàng này thì có ba người đàn ông tiến về phía hai vợ chồng ông An. Người đàn ông đi trước cầm sấp hồ sơ giày cộm đưa cho ông An thì ông An đẩy đi và đánh đối tượng này. Tập hồ sơ rớt xuống gầm xe ô tô ngay lề đường. Còn các đối tượng theo sau thì cầm điện thoại quay lại clip này. Sự việc diễn ra khá nhanh chóng, khoảng 10 giây. Ba đối tượng này bỏ đi qua bên kia đường đứng rất lâu họ mới đi về. Còn vợ chồng ông An sau vụ việc này thì đi ra bình thường. Trung tá Tám nhấn mạnh. Trung tá Tám khẳng định sau khi xem kỹ clip thì thấy rõ là không hề có một hành vi nào thể hiện rằng ba người này là người muốn bắt cóc đứa bé, đồng thời cũng không thấy chuyện rằng đứa bé hay nhóm người lạ mặt gây rối trật tự ở nơi đây. Đối với ba người lạ mặt nói trên thì cơ quan công an vẫn chưa xác minh được họ là ai.